chú và anh chị đã quay lại với kênh của Hải. Hiện tại Hải đã quay lại với cầu Thủ Thiêm 2 đấy ạ. Và như hôm nay mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ, dọc đường vỉa hè đã được trồng cây và trồng cỏ như cả nhà. Hôm nay là bắt đầu trồng các cây cỏ khá là nhiều để trang trí chào đón ngày 30 tháng 4 như cả nhà. Hôm nay là có một sự thay đổi khá là nhiều như cả nhà. Và Hải xin phép được dừng thuyết minh tại đây để cho cô chú các anh chị quan sát ạ. Và như trước mặt mọi người có thể thấy đó, hiện tại cây xanh đang để đây để chiều trồng tiếp ấy. Và phía xa kia là các cô chú công nhân đang nghỉ trưa để chiều lấy thức trồng cây như cả nhà. Và hôm nay đã thay đổi khá là nhiều so với những ngày trước đấy rồi. Thank you.